Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 2 tháng 8 đến nay, trên địa bàn các huyện Mường Lát và Quan Sơn có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước trên các sông suối lên nhanh, nước chảy xiết đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, cây cối, hoa màu của người dân. Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Lát, mưa lũ đã làm một người chết là anh Vàng A Lâu, sinh năm 1986, người dân tộc Mông ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, bị đá sạt từ ta luy dương đè vào người gây tử vong tại chỗ, và một người mất tích là ông Bùi Văn Hoạt, sinh năm 1961, người dân tộc Mường, trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, do cứu tài sản trượt chân xuống suối bị nước lũ cuốn trôi. Cùng với thiệt hại về người, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện như quốc lộ 15C, 16A cũng bị sạt lở cục bộ, giao thông ách tắc. Nhiều công trình như công sở xã, trường học, nhà văn hóa, nhà ở của người dân cũng bị hư hỏng nặng nề do sạt lở đất đá. Nhiều diện tích hoa màu, ao cá, tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi. Tại huyện Quan Sơn, lượng mưa từ ngày 1 tháng 8 đến chiều ngày hôm nay 3 tháng 8 trên địa bàn huyện là từ 100 đến 150mm. Riêng tại Nam Mèo, lượng mưa đo được là 183mm. Mưa lớn gây ngập lụt, hư hỏng đường giao thông đã làm 16 thôn, bản bị cô lập. Theo báo cáo của huyện Quan Sơn, đến chiều ngày 3 tháng 8, do sạt lở đất nên 12 người bị mất tích, mưa lũ cũng đã làm 24 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Huyện cũng phải tổ chức di rời khẩn cấp 8 hộ khỏi vùng nguy hiểm. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Thanh Hóa 7 tháng năm 2019 đạt tốc độ tăng trưởng cao với mức trên 53.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 7 năm 2019, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 7.700 tỷ đồng. Lương thực, thực phẩm vẫn là nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu có sự tăng trưởng tốt với mức tăng 12% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng hóa cơ bản khác cũng có mức tăng trưởng cao như đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng trên 25%, ô tô các loại tăng 27%, xăng dầu các loại tăng 12,7%. Thị trường hàng hóa đa dạng, giá cả tương đối ổn định. Cân đối cung cầu các loại vật tư quan trọng và hàng tiêu dùng thiết yếu được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng tăng cường thực hiện việc khuyến mại, giảm giá, triển khai các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Theo quy luật, những tháng cuối năm, hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng sẽ trở nên sôi động hơn do sức mua và nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, dự kiến tăng khoảng 20 đến 25% so với các tháng đầu năm. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa của các nhà sản xuất, kinh doanh, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng mua sắm, từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển. Tốc độ phát triển nhanh của các cơ sở lưu trú tại khu du lịch biển Hải Tiến khiến lượng nước thải sinh hoạt ngày càng nhiều. Trước đòi hỏi thực tế, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và du lịch Hải Tiến đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu du lịch. Hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu du lịch Hải Tiến hoạt động dựa trên công nghệ vi sinh với tổng công suất xử lý 200 mét khối một ngày. Nước thải từ các khách sạn được gom vào bể, xử lý bằng hệ thống sục khí và bơm khuấy đảo, sau đó được xử lý bằng vi sinh vật hiếu khí trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, lấy mẫu nước đầu vào và đầu ra để phân tích chỉ số thành phần và so sánh với quy chuẩn Việt Nam về nước thải. Kết quả, các mẫu xét nghiệm đầu ra của nước thải sau xử lý đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Chúng tôi quyết tâm đầu tư như vậy là bởi vì là để đảm bảo môi trường xung quanh cũng như là cái du lịch nó bền vững. Và cái khách du lịch ở đây thì như năm nay thì cũng không có cái kêu ca gì về cái vấn đề sinh hoạt, nước sinh hoạt. Thì chúng tôi đảm bảo rằng là cái nước đầu ra là đảm bảo tiêu chuẩn môi trường trước khi đưa ra môi trường. Công trình xử lý nước thải này có khả năng xử lý nước thải cho gần 30 khách sạn trong khu du lịch biển Hải Tiến với trên 2.000 phòng nghỉ. Công ty đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án, nâng công suất của khu xử lý lên 500 mét khối ngày đêm, đảm bảo xử lý triệt để nước thải trong khu du lịch khi các cơ sở lưu trú lấp đầy. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2019 đến nay, bệnh cúm gia cầm đã xảy ra tại 11 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự báo trong các tháng cuối năm 2019, nguy cơ dịch bệnh gia tăng là rất cao do thời tiết thay đổi tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển lây lan. Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, bảo vệ đàn gia cầm. Phần lớn các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh hiện có quy mô nhỏ lẻ, nuôi chung nhiều loại gia cầm nên khó quản lý chất lượng con giống, dễ phát sinh dịch cúm.
Hiện nay các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát số lượng đàn vật nuôi để triển khai tiêm phòng đợt 2, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động phòng dịch, phun tiêu độc khử trùng, điều chỉnh chế độ chăm sóc để tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm. Nông dân thì tổ chức tuyên truyền cho hội viên các cái biện pháp về phòng chống dịch cúm trên đàn gia cầm, tiêm phòng đúng theo cái quy trình cả. Tổ chức các cái lớp tập huấn về cái kỹ thuật chăn nuôi gọi là phòng dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, là các cái biện pháp sử dụng các cái chế phẩm sinh học cho các hội viên để trong tổ chức chăn nuôi là đảm bảo cái khâu vệ sinh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của đàn gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch cúm để phát hiện có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh. Ngày 2 tháng 8, Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Đức Thiên An, sinh năm 1999 và Ngô Xuân Đạt, sinh năm 2001, đều ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Tĩnh Gia, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Đức Thiên An đã mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội Facebook với giá 10.000 đồng một tài khoản. Sau đó đổi tên hiển thị của các tài khoản này thành tên Messenger Việt Nam và soạn sẵn tin nhắn trúng thưởng, thuê Ngô Xuân Đạt gửi đến các tài khoản Facebook khác trong danh sách bạn bè. Nếu có người liên lạc lại, An sẽ hướng dẫn họ đăng nhập vào đường link của trang web ảo và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng. Với thủ đoạn trên, hai đối tượng Nguyễn Đức Thiên An và Ngô Xuân Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Hôm qua ngày 2 tháng 8, Công an thị xã Bỉm Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đỗ Chí Việt sinh năm 1981 ở phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Trước đó khoảng 20 giờ 20 phút ngày 29 tháng 7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 34C-20359 do Đỗ Chí Việt điều khiển với xe máy biển kiểm soát 36F5-04181 do Tô Thành Đạt sinh năm 1994 ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn điều khiển, khiến anh Đạt chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lợi dụng đêm tối, Đỗ Chí Việt đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh điều tra và bắt giữ Đỗ Chí Việt khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hải Dương. Bản tin 18:30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Khoảng 6 giờ sáng nay ngày 3 tháng 8, xe khách mang biển kiểm soát 19B-00918 đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo hướng Bắc Nam thì bất ngờ mất lái, lao thẳng vào chợ ven đường, tông vào hàng loạt người đang họp chợ. Vụ tai nạn làm ít nhất 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vào khoảng 22 giờ 25 phút đêm qua ngày 2 tháng 8, tại chợ Voi, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, lửa bùng phát từ một kiosk buôn bán trái cây vàng mã rồi lan sang các kiosk gần đó, nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn một kiosk, làm hư hại phần lớn hàng hóa của 5 kiosk buôn bán trái cây, bánh kẹo và vàng mã. Chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Sau quốc lộ 91, tỉnh An Giang tiếp tục ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở tỉnh lộ 946, khu vực sạt lở là bờ sông Ông Trường. Tình trạng sụt lún mặt đường nhựa diễn ra với chiều dài hơn 150m và đang tiếp tục lan rộng. Huyện Chợ Mới chuẩn bị kế hoạch di dời người dân, tài sản ra khu vực có nguy cơ sạt lở, thông báo cấm biển cảnh cáo rào chắn. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương lập phương án xử lý. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Thị Hậu, 48 tuổi, trú ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, trong 3 năm từ 2013 đến 2015, công ty của Hậu đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng. Hàng hóa của số đơn này chủ yếu là vật liệu xây dựng, bằng thủ đoạn mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hải quan rồi mua hóa đơn của nhiều công ty khác để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào. Đối tượng đã chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng của nhà nước. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy trái phép gồm Nguyễn Thị Mỹ Linh 33 tuổi, Huỳnh Thị Ngọc Trang 26 tuổi cùng ở quận 12, Nguyễn Ngọc Hoài Phương 30 tuổi ở quận Phú Nhuận và Nguyễn Thanh Tú 29 tuổi ở huyện Hóc Môn. Tổng cộng, cơ quan công an đã thu giữ hơn 350 gram ma túy, 7 cây kiếm bằng kim loại, một khẩu súng Zulu, 6 viên đạn cùng nhiều dụng cụ để phân chia sử dụng ma túy. Các đối tượng này nằm trong đường dây mua bán trái phép ma túy quy mô lớn, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bantin18h30ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.